giám sát chặt bệnh đậu mùa khỉ. Để chủ động giám sát và kịp thời triển khai các biện pháp phòng bệnh, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường giám sát phát hiện các ca nghi ngờ ngay tại cửa khẩu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến ngày 21 tháng 5, thì thế giới ghi nhận 92 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, 28 trường hợp nghi ngờ chưa có tử vong. Đáng chú ý là các nước ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ trước đó chưa từng lưu hành bệnh này và các ca bệnh đều không có tiền sử đi về từ vùng có dịch. Phần lớn các ca bệnh là người có quan hệ đồng giới nam. Tất cả ca bệnh đều có mẫu xét nghiệm bằng real-time PCR xác định là nhiễm chủng Tây Phi. WHO khẳng định đợt bùng phát của bệnh đậu mùa khỉ ngoài châu Phi không đòi hỏi việc tiêm phòng hàng loạt vì các biện pháp như giữ gìn vệ sinh tốt và hành vi tình dục an toàn sẽ kiểm soát được lây lan. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.